Mình vừa đi ngang cái tiệm này, mình thấy phía trong này bán quá là nhiều đồ luôn, toàn là sâm nè, rồi yến rồi đó, những loại đồ bổ á, thực phẩm bổ á. Thì mình mới đi vào đây mình coi thử, thì bước vào đây mình thấy quá trời luôn sâm thùng thùng thùng. Mà tiệm này thì giống như là sâm tiệm của Hàn Quốc vậy đó, thì ở trong đây là trong khu chợ Hàn Quốc, cho nên là mình cũng không biết là tiệm này của Hàn Quốc hay là của Tàu nữa, bởi vì mình không có nói chuyện được á, cho nên mình cũng không có hỏi. Nhưng mà mình chia sẻ, có nghĩa là mình không có nói được tiếng Anh đó, cho nên mình không có dám hỏi là người ta đồ này xuất xứ ở đâu, mà chỉ thấy là bán nhiều sâm Hàn Quốc á, thì mình vào đây mình chia sẻ cho mọi người xem thôi. Cho nên là bây giờ á, thì đi vòng vòng để xem. Mình với lại Bình, bạn của mình nữa, là đi vào đây. Và ở đây thì có mấy chị cũng đang là chủ tiệm nè, cho nên là mấy chị ok là mình được quay. Tại vì cái này cũng là điều tốt cho tiệm, bởi vì mình chia sẻ thì tiệm càng tốt hơn thôi. Ê, mình vô đây mình chia sẻ một chút cho mọi người xem nha. Ở trong đây thì có rất là nhiều đồ yến, rồi sâm, rồi nếu mà quay chi tiết hơn á thì quá là nhiều đồ bổ ở trong đây luôn. Bào ngư, di cá, đồ là có đầy đủ hết trong đây nè. Trong đây là rồi cho nên là mình chỉ tình cờ đi ngang là mình quay sơ 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 lược thôi. Đây là một cái bịch yến mà không biết loại như thế nào, nhưng mà mua 3 thì tặng 1, là 29 đồng 99 một bịch như thế này nè. Đó, cái chị chủ đó chỉ đang nói là mua 3 tặng 1 đó. Rồi đó là loại yến, không biết loại yến như thế nào. Còn mà yến tổ thì có cái giá đắt hơn. Cũng lâu lắm rồi, mình từ khi mình làm việc tới bây giờ thì mình rất là ít đi chơi vòng vòng này kia để coi bên ngoài á. Ngoài cái chỗ mình làm ra thì còn có quá là nhiều thứ xung quanh mà mình muốn đi khám phá. Nhưng mà tiệm này thì hồi cách đây năm ngoái thì mình cũng có chia sẻ trên YouTube một lần rồi. Nhưng mà sẵn dịp đi ngang qua để đi chơi á, thì có đứa bạn nữa mình lôi nó vô trong đây, hai đứa đi dạo vô trong đây để coi thử coi là giá cả yến, xào đồ như thế nào, yến tổ rồi đó. Rồi các loại thực phẩm mà bổ sung dinh dưỡng á, thì có rất là nhiều ở trong đây luôn. Rồi mình mới với nó mới đi vào đây để coi. Rồi sẵn tiện thì mình chia sẻ cho mọi người xem. Bây giờ xin mời cả nhà cùng xem nha. Đây là nấm linh chi đỏ. Thì tự nhiên khúc mà mình đi vô đây, cái nhìn cái nấm á, mình biết nó là một cái loại nấm đắt tiền, nhưng mà mình tự nhiên mình quên cái tên luôn. Mà con nhỏ bạn mình nó cũng quên như mình luôn. Mình nói bình cái nấm này nấm gì mà nó cũng không nhớ, mà mình cũng không nhớ. Tự nhiên cái nhìn thấy nó cái quên ngang cái tên của nó. Sau này khi về nhà rồi thì mình mới nhớ đó là nấm linh chi. Đó, nhiều loại nấm ở trong đây lắm luôn. Nói chung là everything đồ bổ dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Rồi cho nên là vô đây để chia sẻ cho mọi người xem. Tự nhiên cái quên ngang bà Bình ơi. Tự nhiên cái quên ngang à. Sâm mà, sâm khô nè. Đó, thấy chưa? Nấu nước uống rất là tốt luôn. 248 đồng một phao á. 200 là coi như là gần 250, là 7-8 triệu một phao. Một phao là chưa được 1 kg đó cả nhà. Nhưng mà cái này nó nhiều lắm, nấu lần chắc một một hai viên vậy thôi à. Chắc nấu lần cây vậy đó. Đây nó nè, sâm nè. Thấy chưa? Cái này là 286 đồng một phao. Sâm giống củ nghệ ha. Đâu nghe nghe thơm gì đâu. Đó, 278, 268, 248. Cái này 328, này chắc loại xịn. Còn bên đây là 298 nè. Là 300 đô một phao. Thấy chưa? Quá trời nè. Sâm nè, sâm quá trời sâm luôn.
Cái này mấy cái này cái này để làm gì hay ha ta Bình ha? Cái này giống như hồi xưa. Ừ, giống cái cối xay mà. Rồi tôi biết rồi, cái kia nó nằm trên nè. Ừ. Xay, ừ đúng rồi, đó, đó, bỏ xay. nhà có một cái mà Vậy hả? má hay xây đồ nằm á. Ý, cái này nó bằng tre bà ơi. Cái bình này tới 1.800 lận nè. Thấy chưa? 2.888 Đâu 1.800? Ừ. 2.888 mà nó sale còn 1.800. Mà cái này nó bằng cái cây tre. Ơi. Ủa không phải cái tre đâu, bằng bằng ấy mà nhưng mà nó làm hình cây tre. Thấy không? Nó bằng nung á, đất nung á. Ừ. Đất nung á. Đi. Đó, đây thôi đi, đi. Ok, thank you. Yeah, ok, thank you.